Điều này khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng, câu lạc bộ xuất sắc nhất trong tháng 9, đang không có được những giải pháp cụ thể và hiệu quả hơn. Văn Thuận! 1-0 dành cho Top Line Bình Định. Một món quà dành cho số 14 của đội chủ nhà. Các cầu thủ Top Line Bình Định lần thứ hai trong trận đấu tỏ ra chủ động trong những tình huống bóng thứ hai. Bóng bật ra từ một tình huống tranh chấp trên không, Văn Thuận có mặt đúng lúc, đúng chỗ và cú đá đã khiến cho thủ môn Dương Quang Tuấn không thể làm gì hơn. Tỷ số là 1-0. Khá bất ngờ khi Top Line Bình Định đã có được bàn thắng trong một pha bóng như vừa rồi. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bị hút hết về pha tranh chấp và để lộ ra khoảng trống chết người trong khu vực 16m50. Ta hãy nhìn lại cách mà Văn Thuận di chuyển khi mà rất nhiều cầu thủ tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thong dong đứng nhìn. Họ dường như chỉ đứng xem pha bóng vừa rồi và không có một động thái nào trong việc theo kèm và áp sát với Văn Thuận. Cú đá bóng sống tốt, Top Line Bình Định vươn lên dẫn 1-0.